Chào các em. Trong bài hôm nay chúng ta sẽ khảo sát về chu kỳ tần số của con lắc lò xo dao động điều hòa. Trước hết nói đến phần lý thuyết thì chúng ta đề cập tới cái khái niệm đầu tiên là về chu kỳ và tần số. Thì chúng ta đã biết là chu kỳ của một vật dao động điều hòa là cái thời gian để cho nó thực hiện được một dao động toàn phần. Và tần số là số dao động toàn phần vật thực hiện được trong một đơn vị thời gian. Cho nên chúng ta xét trường hợp con lắc lò xo, thì vào bài toán của con lắc lò xo các em biết là con lắc lò xo gồm có vật nặng khối lượng M và lò xo thì đặc trưng bởi cái độ cứng là K. Thì chu kỳ dao động của nó trong dao động điều hòa không phụ thuộc vào điều kiện bên ngoài, chỉ phụ thuộc vào đặc tính của hệ dao động. Cho nên nếu vật có khối lượng M và lò xo độ cứng K thì chu kỳ luôn luôn được tính bằng công thức T là 2pi căn bậc 2 của M trên K. Chu kỳ dao động của lắc lò xo. Và như vậy thì tần số, và nếu tính theo cái dao động điều hòa tổng quát hôm trước, các em sẽ có được là cũng bằng tổng thời gian chia cho tổng số dao động. Còn tần số thì là nghịch đảo của chu kỳ. Cho nên về công thức, các em đó là 1 trên 2 pi căn bậc 2 của K trên M. Và bằng tổng thời gian, tổng dao động chia cho tổng thời gian. Đây là trường hợp rất là điển hình của một cái con lắc lò xo. Các cái bài toán chúng ta thường gặp trong cái phần dao động này là người ta dùng các cái hệ vật khối lượng M1 gắn vào cái lò xo có độ cứng K thì cái chu kỳ của nó là T1. Tương tự vậy, vật khối lượng M2 nếu cũng gắn vào cái lò xo K, lần lượt gắn, chu kỳ là T2. Hay là cái vật có khối lượng là vân vân MN gắn vào lò xo K, chu kỳ là TN. Thì nếu tôi gắn đồng thời tất cả các vật M1, M2, vân vân đến MN vào cái lò xo K đó thì chu kỳ lúc này gọi là T. Thì công thức liên hệ giữa chu kỳ T với các chu kỳ T1, T2 và TN là T bình, các bình phương hai vế các biểu thức, kem ra được cái công thức T bình sẽ bằng T1 bình cộng T2 bình vân vân cho đến TN bình. Tức là chu kỳ của cái con lắc mà có N vật khối lượng M này gắn vào với nhau, gắn vào cùng một cái lò xo K thì chu kỳ bằng công thức này. Và tương tự như vậy thì cái tần số của các em sẽ là 1 trên F bình sẽ bằng 1 trên F1 bình cộng vân vân cho đến 1 trên F N bình. Đó là cái bài toán chúng ta thường hay gặp. Rồi, cái thứ hai là chúng ta đề cập tới trường hợp cô vừa nói hồi nãy, chu kỳ thì phụ thuộc vào hoặc là khối lượng vật và độ cứng K. Vậy thì nếu chúng ta thay đổi khối lượng, ta đã có công thức hồi nãy. Bây giờ sang cái trường hợp là thay đổi K thì có hai cách. Thứ nhất là tôi dùng một hệ gồm có N cái lò xo và mắc nối tiếp, gọi là hệ lò xo nối tiếp. Chẳng hạn cô có là một loạt cái lò xo có độ cứng tương ứng là K1, K2, vân vân đến KN và đem mắc nối tiếp lại với nhau. Thì trong kiến thức mà chúng ta đã biết là nếu các cái lò xo được mắc nối tiếp nhau như thế này thì cái độ cứng tương đương của cái hệ này cô gọi nó là K nối tiếp. Độ cứng tương đương của nó là K nối tiếp. Thì K nối tiếp sẽ được tính thông qua các K1, K2 và KN. Ở cái kiến thức mà chúng ta đã học ở lớp 10, các em biết là 1 trên K nối tiếp bằng 1 trên K1
cộng 1 trên K2, vân vân, cộng cho đến 1 trên KN. Vậy thì nếu cô dùng một cái vật có khối lượng M và gắn vào cái hệ mà K nối tiếp này, thì chu kỳ dao động của nó lúc đó cô gọi là T nối tiếp. Và chu kỳ của cái con lắc mà có vật M lần lượt gắn với K1 rồi gắn K2, vân vân KN, cô sẽ gọi là M với K1 là T1, M với K2 T2, M với KN là TN. Thì công thức mà các em có được đó là chu kỳ T trong điều kiện mắc nối tiếp bình phương lên sẽ bằng tổng bình phương chu kỳ của vật M với từng cái lò xo, tức là T1 bình cộng T2 bình vân vân cộng cho đến TN bình. Đó là trường hợp mắc nối tiếp. Và trong trường hợp hệ lò xo mắc nối tiếp thì chúng ta thấy như vậy, nếu cô có từ một cái lò xo ban đầu có chiều dài tự nhiên là L0 và độ cứng của nó là K0. Bây giờ người ta cắt cái lò xo này ra thành các cái lò xo khác nhau. Các lò xo khác nhau này có chiều dài tương ứng L1, L2, vân vân, Ln. Và cái độ cứng tương ứng của chúng nó là K1, K2, vân vân, Kn. Thì mối quan hệ giữa chiều dài tự nhiên với độ cứng là luôn tỷ lệ nghịch với nhau. Trong trường hợp này có nghĩa là cái công thức mà cô sẽ suy ra được ở đây là K1 nhân với L1 sẽ bằng K2 nhân L2 vân vân Kn Ln và bằng K0 L0. Đây là cái công thức mà chúng ta rất là hay dùng trong các cái bài toán về con lắc lò xo. Rồi, trường hợp nữa hay xảy ra đó là nếu các em cắt từ một lò xo ra thành n lò xo giống hệt nhau, hoặc ngược lại là tôi có n lò xo giống hệt nhau mắc lại thành một lò xo, thì chúng ta đều biết là nếu cắt thành n lò xo giống hệt nhau, cắt từ một cái lò xo chiều dài tự nhiên L0 và độ cứng là K0 thành n cái lò xo giống hệt nhau, chiều dài tương ứng là Ln và cái độ cứng cô gọi là Kn, thì chúng ta nhìn vào đây chúng ta sẽ thấy ngay giữa độ cứng với chiều dài tự nhiên thì chiều dài tự nhiên của cái lò xo sau khi bị cắt sẽ bằng chiều dài của cái lò xo lúc chưa cắt chia cho n lần. Và như thế thì cái độ cứng của cái lò xo sau khi đã bị cắt của một cái đoạn đó sẽ bằng n lần cái độ cứng của cái lò xo lúc đầu. Đó là cái điều mà chúng ta rất là hay gặp. Trường hợp thứ ba chúng ta đề cập tới đây là trường hợp cô không dùng các lò xo mắc nối tiếp mà cô dùng cũng một hệ n lò xo nhưng mà bây giờ mắc song song. Mắc song song. Thì nếu các em dùng hệ lò xo mắc song song thì các em chú ý là giả sử có n cái lò xo K1 bây giờ mắc song song với K2 vân 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 vân, mắc song song đến Kn, thì cái độ cứng tương đương của hệ này bây giờ chúng ta gọi là K song song. Và trong chương trình lớp 10 các em cũng biết K song song lúc này có độ cứng sẽ bằng tổng độ cứng của tất cả các K, tức là K1 cộng K2 vân vân cộng đến Kn. Và lý luận hoàn toàn tương tự. Thì nếu như cô dùng từng cái lò xo K1 mắc với cái vật nặng khối lượng M rồi K2 với M và cái M đó được mắc với cái K song song thì chu kỳ tương ứng của nó T1, T2 ở đây và T song song, thì công thức các em sẽ có được là 1 trên T song song bình phương
sẽ bằng 1 trên t1 bình phương cộng vân vân cho đến 1 trên tn bình phương. Và hoàn toàn tương tự như vậy thì tần số song trong điều kiện mắc song song bình phương, f song song bình phương lại bằng tổng f1 bình cộng vân vân cho đến fn bình. Đây là các công thức chúng ta rất là hay dùng. Đó. Và nếu các lò xo giống hệt nhau, K1 có độ cứng giống hệt nhau bằng K2 vân vân và bằng đến KN, thì cái T, cái K song song nó sẽ được tính bằng là N lần KN. Thì đây là những cái công thức mà chúng ta sẽ dùng trong các cái bài toán về tính chu kỳ tần số của con lắc lò xo. Chúng ta bước vào cái ví dụ thứ nhất. Người ta cho một cái lò xo có cái độ cứng K bằng 96 Newton trên mét. Lần lượt gắn hai quả cầu có khối lượng M1, M2 vào lò xo đó và kích thích cho dao động điều hòa. Thì nhận thấy trong cùng một khoảng thời gian, nếu lò xo thứ nhất thực hiện được 10 dao động thì lò xo thứ hai sẽ thực hiện được 5 dao động. Bây giờ gắn đồng thời cả hai vật M1, M2 vào lò xo trên và cho dao động điều hòa thì chu kỳ dao động của nó là pi trên 2 giây. Người ta hỏi khối lượng M1 và M2 lần lượt là bao nhiêu? Có 4 phương án A, B, C và D. Thì để giải bài này, trước hết chúng ta thấy vật M1 gắn vào lò xo K, chu kỳ dao động của nó cô gọi là T1. Thì T1 được tính là 2 pi căn bậc 2 của M1 chia cho K. Và trong khoảng thời gian T nó thực hiện được N1 dao động cho nên nó bằng T chia cho N1. Lý luận hoàn toàn tương tự vậy, vật M2 gắn vào lò xo K và chu kỳ của nó là T2 thì nó là 2 pi căn bậc 2 của M2 trên K và nó bằng tổng thời gian T chia cho số dao động là N2. Như vậy, nếu chúng ta lập tỉ số, cô lấy T2 chia cho T1 thì nhìn đây chúng ta sẽ thấy ngay T2 chia T1 các em sẽ được là căn bậc 2 của M2 chia cho M1 và đây sẽ bằng là N1 chia cho N2. Và thay M1, N2 vào thì chúng ta được đây là bằng 2. Tức là bình phương hai vế rút ra chúng ta được khối lượng M2 sẽ bằng 4 lần khối lượng M1. Đây là biểu thức số 1. Mặt khác là nếu treo đồng thời cả hai vật vào lò xo đó thì cái chu kỳ bây giờ gọi là T là 2 pi căn bậc 2 của M1 cộng M2 chia cho K. Như vậy T cho K biết chúng ta bình phương hai vế rút được cái tổng M1 cộng M2 ra, nó sẽ bằng K T bình phương chia cho 4 pi bình. Đấy, và các em thế cái T là pi trên 2 vào và K là 96 đó, pi trên 2 bình phương lên chia cho 4 pi bình thì các em sẽ ra được là bằng 6. 6 này là 6 kg, biểu thức số 2. Đấy, so sánh biểu thức số 1 với biểu thức số 2 thì chúng ta sẽ thấy ngay là khối lượng M1 thì nhỏ hơn khối lượng M2 và tổng của nó là 6. M2 bằng 4 lần M1 thì M1 của chúng ta sẽ bằng là 1,2 kg. Đấy, và M2 sẽ là 4,8 kg. Vậy thì đáp án của bài này các em phải chọn là đáp án B. Chúng ta vào cái ví dụ thứ hai. Cho một con lắc lò xo dao động điều hòa có chu kỳ T và cái biên độ A bằng 10 cm. Người ta nói là trong một chu kỳ, cái khoảng thời gian mà con lắc lò xo có cái tốc độ không nhỏ hơn 10 pi căn 2 cm trên giây là 1/2 chu kỳ. Lấy pi bình phương 10, người ta hỏi tần số dao động của con lắc này. Có 4 đáp án A, B, C, D. Thì để giải được bài này, trước hết chúng ta có cái nhận xét là con lắc lò xo dao động điều hòa
với cái biên độ A là 10 cm, vậy chúng ta vẽ cái trục OX thì đây là biên dương A bằng 10 và cái biên âm trừ A là bằng trừ 10 cm như thế này. Và tốc độ không nhỏ hơn có nghĩa là lớn hơn hoặc bằng 10 pi căn 2 cm trên giây. Thì ở cái vị trí mà cái tốc độ của nó là 10 pi căn 2 là một cái vị trí nào đó, giả sử ở đây cái vị trí để cho cái tốc độ của nó là bằng 10 pi căn 2, chúng ta gọi vị trí này là vị trí x1 chẳng hạn, thì đối xứng sang bên này cũng có một cái vị trí tương ứng x1 phết. Thì khi vật dao động điều hòa đi trong khoảng từ x1 phết đến x1 hoặc từ x1 về x1 phết thì cái tốc độ của nó là không nhỏ hơn, hay nói cách khác là lớn hơn hoặc bằng 10 pi căn 2. Thời gian đó từ đây đến đây là t trên 2. Vậy chúng ta nhìn nhận cái khoảng thời gian đi từ đây đến đây có bốn khoảng. Một là từ vị trí x1 phết về vị trí cân bằng, hai là từ cân bằng sang đây, ba là từ x1 về cân bằng ngược lại về đây. Hay nói khác, bốn khoảng này đều bằng nhau. Thì cái thời gian này chúng ta gọi là thời gian t. Thì cái thời gian t đi từ vị trí cân bằng đến cái vị trí mà có cái tốc độ là 10 pi căn 2 này, nó sẽ bằng tổng cái thời gian người ta cho nha. Gọi là TN đấy, tức là một lần nha, một lần TN. Thì TN này sẽ bằng tổng cái thời gian người ta cho các em là T trên 2 và đem chia cho 4 khoảng. Cho nên chúng ta được nó là T trên 2 chia cho 4, tức là 1/8 chu kỳ. Nhưng mà trở lại các cái bài trước thì các em lại biết thời gian đi từ vị trí cân bằng đến cái vị trí này x1 này mà là 1/8 chu kỳ thì cái tọa độ x1 của chúng ta tương ứng nó sẽ là cộng trừ a căn 2 trên 2. Đấy, còn nếu chúng ta lấy theo chiều dương thì các bạn sẽ được là cộng a căn 2 trên 2. Theo đề bài A nó là 10 cm, vậy đây các em sẽ được là cộng trừ 5 căn 2 cm. Vậy thì ở cái vị trí này ly độ là cộng hoặc trừ 5 căn 2 cm thì có tốc độ là bằng 10 pi căn 2 cm trên giây. Và biên độ A các em biết thì sử dụng công thức độc lập A bình bằng X bình cộng V bình chia omega bình. Các em có 3 đại lượng A, X, V, cho nên rút ra được omega là trị tuyệt đối của V chia cho căn bậc 2 của A bình trừ đi X bình. Và thế số vào thì các em sẽ được đây là 10 pi. Omega sẽ bằng 10 pi căn 2 chia cho căn bậc 2 của 10 bình trừ đi 5 căn 2 bình. Đó. Và chúng ta sẽ ra được nó bằng 2 pi radian trên giây. Và biết được tần số góc omega thì đương nhiên suy ra được tần số F bằng omega chia cho 2 pi. Và kết quả chúng ta ra được là 1 hẹp. Vậy đáp án bài này chính là đáp án D. Chúng ta bước sang cái ví dụ thứ 3. Người ta cho một con lắc lò xo gồm có lò xo độ cứng K, vật nặng khối lượng M treo thẳng đứng. Thì thấy khi ở vị trí cân bằng lò xo này giãn 25 cm, lấy R bằng pi bình phương bằng 10 mét trên giây bình phương. Bây giờ vẫn con lắc lò xo này nhưng mà người ta đặt trên một mặt phẳng nghiêng một góc alpha bằng 30 độ so với mặt phẳng nằm ngang. Thì người ta hỏi là cái chu kỳ dao động điều hòa của con lắc này bằng bao nhiêu, và có 4 phương án A, B, C và D. Thì để giải quyết được bài này, cái điều mà chúng ta cần phải nắm vững đó là cái chu kỳ của cái hệ lò xo dao động điều hòa này chỉ phụ thuộc vào đặc tính của hệ dao động, không phụ thuộc vào điều kiện bên ngoài. Có nghĩa là nếu như cái hệ đó không thay đổi đặc tính, tức là K không đổi, M không đổi, thì cái chu kỳ dao động của nó không thay đổi. Vì vậy, cái chu kỳ dao động của con lắc lò xo trong trường hợp gắn trên mặt phẳng nghiêng cũng vẫn bằng chu kỳ của con lắc lò xo trong trường hợp
gắn thẳng đứng. Và cái công thức tính chu kỳ chúng ta đã biết, nó là 2π căn bậc 2 của m trên k. Nhưng trong bài toán này người ta nói khi con lắc treo thẳng đứng thì ở vị trí cân bằng lò xo giãn 25 cm, cho nên chúng ta sử dụng tính chất là con lắc lò xo thẳng đứng, thì cái độ biến dạng của lò xo liên quan tới cái khối lượng vật nặng treo vào bằng công thức là k delta l bằng mg, với delta l chính là độ giãn của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng. Cho nên chúng ta thay cái thông tin này vào thì cái chu kỳ này cô gọi là T, cho nó ngắn gọn, thì T lúc này sẽ bằng 2π căn bậc 2 của đó, các em thay m trên k thì nó sẽ là delta l chia r. Và thế số vào các em được là 2π căn bậc 2 của cái delta l chính là cái độ giãn 25 cm, đưa vào đây đổi về mét 0,25. Và r người ta cho lấy là pi bình phương, vậy chúng ta thay pi bình phương vào đây. Và kết quả các em sẽ thấy là bằng 1 giây. Vậy thì đáp án của bài này chính là đáp án A. Chúng ta bước sang cái ví dụ thứ tư. Cho một cái lò xo có chiều dài tự nhiên L0, độ cứng K0 bằng 40 N/m. Cắt cái lò xo này thành hai cái lò xo có chiều dài L1 bằng L0/5 và L2 bằng 4L0/5. Rồi dùng hai cái lò xo có cái độ chiều dài L1, L2 này mắc với một cái vật có khối lượng m bằng 100g như cái hình vẽ này. Và người ta hỏi chúng ta là cái chu kỳ dao động điều hòa của cái hệ này bằng bao nhiêu? Và có 4 phương án A, B, C và D. Thì nhìn vào đây chúng ta thấy việc đầu tiên là từ cái lò xo ban đầu này cắt thành hai lò xo L1, L2. Thì cô gọi cái độ cứng của hai lò xo này tương ứng L1, cô gọi độ cứng là K1, và L2, độ cứng là K2. Thì chúng ta có được cái biểu thức liên hệ, đó là K1 nhân với L1 bằng K2 L2 và bằng K0 L0. Như thế thì chúng ta sẽ biết được cái độ cứng K1 bằng K0 L0 chia cho L1. Mà L1 bằng là L0/5 thì K1 sẽ bằng 5 lần K0. Và như vậy K0 40, các em được đây là 200 N/m. Tương tự vậy chúng ta có K2 bằng K0 L0 chia cho L2 thì L2 bằng 4/5 L0 thì K2 sẽ bằng 5/4 của K0. Vậy thì thế vào các em sẽ được là 50 N/m. Rồi, khi người ta mắc K1, K2 với cái vật khối lượng m như thế này thì cái con lắc lò xo này là con lắc lò xo có hai lò xo mắc kiểu này. Hệ này có cái độ cứng tương đương này giống như trường hợp là lò xo mắc song song. Cho nên K này cô gọi là K song song sẽ bằng tổng 2K1 cộng K2. Và các em được là 250 N/m. Vậy thì biết được K, biết khối lượng m, chúng ta suy được cái chu kỳ của hệ này sẽ là 2π căn bậc 2 của m chia cho cái K song song. Thế số vào các em được là 2π căn bậc 2 của khối lượng m cho 100g đổi về 0,1 kg. K song song này là 250. Như vậy lấy ra các em được là π chia cho 25 giây. Do đó đáp án bài này chúng ta chọn nó chính là đáp án B. Chúng ta bước sang cái ví dụ thứ 5. Người ta cho một cái hệ con lắc lò xo gồm có cái lò xo có độ cứng K là 100 N/m và có hai vật, vật khối lượng m1 bằng 250g
và vật khối lượng M2 bằng 100 gram được nối với nhau bằng một sợi dây như thế này. Rồi khi hệ đang đứng yên ở vị trí cân bằng như thế này, tức là đang cân bằng, thì người ta cắt nhanh dây nối giữa M1 với M2. Khi đó cái hệ còn lại là lò xo K và vật khối lượng M1 thực hiện dao động điều hòa cho G bằng 10 mét trên dây bình phương. Người ta hỏi rằng cái tốc độ cực đại của cái hệ M1 này bằng bao nhiêu, và có 4 phương án A, B, C và D. Thì để làm bài này chúng ta phân tích như sau. Cái hệ này lúc đầu khi ở vị trí cân bằng, chúng ta xét như sau. Đây, đầu tiên là lúc chúng ta chưa treo vật thì cái chiều dài của lò xo này chúng ta gọi nó là chiều dài tự nhiên, L0. Nếu chỉ treo một mình vật M1 thì nó đến cái vị trí O1 là vị trí cân bằng của hệ. Đây là M1. Bây giờ nếu các em treo thêm vật M2 thì chắc chắn lò xo bị kéo giãn hơn và đến cái vị trí này có cả M1 và M2. Và vì các vật này được coi là các chất điểm cho nên thực ra cái vị trí cân bằng này chúng ta đánh ở đây cũng được, coi như là O2. Đây là vị trí cân bằng của cái hệ M1, M2. Khi vật đang đứng yên ở đây thì chúng ta biết cái vị trí cân bằng O1 này với O2 này làm cho lò xo giãn một đoạn là từ O1 đến O2 này á, là do cái vật M2 gây ra. Và cái đoạn này thì chúng ta biết sự cân bằng của cái lực đàn hồi do một mình cái thằng M2 kéo giãn cái lò xo ra, nó sẽ bằng đúng cái trọng lực tác dụng lên cái vật thứ hai. Mà cái lực đàn hồi do M2 gây ra thì nó bằng K nhân với cái đoạn này, tức là O1, O2, và bằng M2G. Bây giờ khi hệ đang đứng yên ở vị trí O2 này, tôi cắt nhanh dây nối giữa M1, M2, thì cái vị trí cân bằng của hệ sau khi dây bị cắt đó lại trở về là vị trí O1. Có nghĩa là cái vị trí O2 này sẽ là cái vị trí biên của con lắc lò xo có khối lượng M1 và lò xo được cứng K. Vì thế, cái biên độ dao động của cái hệ chỉ có một mình M1 này, cô gọi là A1, nó chính là bằng cái đoạn O1, O2, và nó bằng M2 G chia cho K. Thì khối lượng M2 người ta cho nên chúng ta thế vào 100 gram đổi là 0,1, G lấy là 10, và K của các em người ta cho là 100 newton trên mét. Vì vậy đây sẽ là 0,01 mét hay là 1 cm. Rồi, bây giờ người ta hỏi các em là cái giá trị độ lớn của vận tốc cực đại, thì chúng ta biết là cái V1 max này nó sẽ được tính bằng omega của cái hệ này, cô gọi là omega 1, nhân với A1. Nhưng mà omega 1 là cái tần số góc của hệ M1 với K, cho nên nó được tính là căn bậc 2 của K chia cho M1. Đó. Thì các em thế vào, cho nên chúng ta sẽ được là căn bậc 2 của K là 100 newton trên mét, còn M1 là 250 gram là 0,25. Đó, thì chúng ta sẽ tính ra được là cái này 10, cái này 0,5, 20 radian trên giây. Đấy, và kết quả cuối cùng là cái tốc độ cực đại của vật M1 dao động điều hòa đó sẽ bằng là omega 1 nhân A, A1, 20 cm trên giây. Và vì vậy, cái đáp án của bài này của chúng ta chính là đáp án B. Như vậy là chúng ta đã kết thúc cái bài về chu kỳ và tần số của dao động điều hòa của con lắc lò xo. Chào các em, hẹn gặp lại các em ở các bài sau.